Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Tùng Sơn. Kênh YouTube của mình là Sơn PS. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà làm sao mà mình có thể rút gọn cái đường link để mình kiếm tiền từ nó. Thì cái mục đích của mình khi mà mình rút gọn link là để khi mà chúng ta gửi cho bạn bè, người thân một cái đường link nào đó nó khá là dài, thì mình có thể rút gọn cái đường link này lại để mình gửi lại cho họ một cái đường link nó ngắn gọn hơn và nhìn đẹp mắt hơn. Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao mà mình có thể kiếm được tiền khi mà mình rút gọn đường link. Mục đích khi mà mình rút gọn đường link á là để mình có thể gửi cho những người bạn bè của mình, người thân của mình, hoặc là mình up lên một thông tin nào đó trên diễn đàn mà cái đường link của mình rất là dài, thì mình có thể rút đường link này lại cho nó ngắn gọn hơn và nhìn nó đẹp mắt. Và đây là cái series mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình có thể kiếm được tiền bằng những hình thức rút gọn đường link. Và ở bước đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình có thể đăng ký cái tài khoản như thế nào, và các bạn sẽ cùng làm theo tôi nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái đường link ở đây. Đường link đăng ký tôi sẽ gửi cho các bạn ở phía dưới đoạn mô tả của video này. Thì khi các bạn coi video và các bạn làm theo thì các bạn vui lòng bấm vào đường link phía dưới đoạn mô tả của video. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào đường link và chúng ta sẽ bấm vào zone nào để đăng ký. Username thì mình sẽ đánh tên của mình vào nha các bạn. Tiếp theo là username, chính là tên đăng nhập. Thì các bạn sẽ đăng ký một cái tên đăng nhập của mình vào, ví dụ như của tôi là. Thì các bạn phải nhớ cái tên đăng nhập này để sau này khi mà mình đăng ký cái tên đăng nhập này và mình login vô và sẽ sử dụng cái tên đăng nhập này để vào. Tiếp theo là email của các bạn nha. Email. Ở đây thì nó nói cho mình hai sự lựa chọn. Một là mình sẽ tạo ra đường link để mình kiếm tiền. Hai là mình sẽ tạo ra quảng cáo và trả phí. Thì chúng ta là đang kiếm tiền và chúng ta sẽ chọn cái đường link đầu tiên. Thì lựa chọn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh tên đăng nhập, mật khẩu của mình ở phía bên này nhé các bạn. Đây là mật khẩu. Và sẽ đánh theo con số ở đây. Các bạn mỗi người sẽ có một cái mã số khác nhau. Vào iGreen rồi tham gia, và đây nó nói với chúng ta là sau 3 ngày sẽ được kích hoạt tài khoản. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải vào email để mình check email và mình verify cái tài khoản này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào email, cái email mà chúng ta vừa mới đăng ký để verify tài khoản nha các bạn. Vậy là khi check mail thì tôi đã nhận được một cái email để mình có thể verify tài khoản. Ở cái bước này thì nó yêu cầu mình phải bấm vào đường link để mình xác nhận. Rồi quay trở lại, mình copy cái mã code này và mình dán vô và đăng ký. Và đây thì nó thông báo với tôi rằng là mình đã đăng ký xong cái tài khoản của mình và nó yêu cầu mình phải bấm vào để mình sẽ login. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây và các bạn sẽ cùng đăng nhập vào với mình nha. Rồi thì mình bỏ qua cái này, và đây chính là cái màn hình giao diện khi đăng nhập của chúng ta. Thì tôi sẽ hướng dẫn qua cho các bạn thấy. Ở đây thì nó thể hiện ra là cái số lượng view trong cái tháng này của mình. Đây là số tiền mà mình đã kiếm được, còn đây là tổng cộng từ trước đến giờ trong cái quá trình mà mình tham gia kiếm tiền với link rút gọn là mình đã thu được bao nhiêu tiền và mình đã có được bao nhiêu lượng view. Ok, vậy tôi sẽ cùng với các bạn sẽ cùng tạo những cái đường link rút gọn lại để mình kiếm tiền như thế nào nha. Thì các bạn sẽ cùng với tôi xem mình có một đường link nào mà nó dài và mình muốn rút gọn lại, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm.
Ví dụ tôi có một kênh YouTube và cái đường link này khá là dài, thì bây giờ tôi muốn gửi cho bạn bè của mình để họ biết tới cái kênh YouTube của tôi, thì chắc chắn rồi tôi phải rút gọn cái đường link này lại nhìn cho nó đẹp mắt hơn. Thì bây giờ tôi sẽ copy cái đường link này. Rồi, chúng ta sẽ dán cái đường link mà chúng ta vừa mới copy vào đây. Sau đó bấm vào đây. Và nó sẽ cho ta một cái đường link để mình rút gọn lại. Thì từ cái đường link này, mình sẽ copy nó và gửi cho bạn bè, người thân hoặc là những người mà bạn muốn chia sẻ cái đường link. Thì nếu mà họ muốn coi cái đường link mà chúng ta gửi qua cho họ thì họ phải thông qua 5 giây để coi quảng cáo. Và sau đó thì mình sẽ bấm vào bỏ qua quảng cáo. Cái đoạn này thì mình đừng có quan tâm nó là gì nha các bạn. Chúng ta sẽ bấm vào đây, bỏ qua quảng cáo. Và nó sẽ dẫn tới cái đường link mà chúng ta mong muốn họ tìm thấy được, là cái kênh YouTube của tôi. Thì bên cạnh đó, mình chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái kênh khác, những cái đường link khác nó rất là dài và mình muốn rút gọn lại. Ví dụ như tôi ở trong cái danh sách phát này thì có rất là nhiều cái đường link mà tôi muốn rút gọn để gửi cho bạn bè. Nếu ví dụ như là mình gửi những cái đường link này thì nhìn nó rất là dài và không được đẹp mắt, thì bây giờ mình sẽ copy lại và làm giống như vừa nãy. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần bên kia. Đây, chúng ta sẽ lại dán nó vào. Bấm vào đây thì nó sẽ lại ra cho ta một cái đường link rút gọn, và chúng ta sẽ bấm copy nó gửi cho bạn bè của mình. Và các bạn nhớ là cũng làm theo tôi giống như vậy, để chúng ta có một danh sách những cái đường link rút gọn, và từ đó thì chúng ta sẽ gửi đó cho bạn bè và chia sẻ nó trên những diễn đàn, trên những group, để khi người khác click vào cái đường link của bạn chia sẻ thì các bạn cũng có thể kiếm được tiền. Kiếm được tiền như thế nào đây? Khi chúng ta cứ có 10.000 lượt click vào coi quảng cáo của mình thì chúng ta sẽ có được 5 đô, và nó sẽ trả cái phí này cho chúng ta hàng tháng, và chúng ta có thể nhìn thấy được những cái thông báo, những cái báo cáo lại khi có ai click vô cái đường link quảng cáo của mình. Các bạn hiểu không ạ? Ok. Thì đó là cái cách mà mình kiếm tiền được đầu tiên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể gửi cái đường link, cái mã giới thiệu của mình cho người khác để họ đăng ký thông qua cái đường link của mình. Đó, thì khi họ đăng ký thông qua cái đường link của mình gửi qua cho họ ở đây, các bạn thấy không ạ? Mình sẽ copy cái đường link này gửi qua cho họ để họ đăng ký cái tài khoản giống như các bạn vừa mới đăng ký thông qua cái đường link của tôi. Thì họ sẽ đăng ký vào, và khi họ đã đăng ký vào thì chúng ta sẽ có được thu nhập của họ 20% trên suốt đời. Các bạn hiểu không? Thì ví dụ như là họ kiếm được 10 đô thì các bạn sẽ kiếm được 2 đô. Thì công việc của chúng ta là làm sao sẽ phát triển được nhiều người và giúp đỡ kiếm được nhiều người cùng đăng ký cái đường link rút gọn này và cùng kiếm tiền chung với chúng ta. Thì ví dụ như là các bạn có tới 10 người và mỗi người họ kiếm được 10 đô, thì bây giờ mỗi người mình sẽ kiếm được từ họ 2 đô, thì nhân lên với 10 người là ta sẽ kiếm được 20 đô. Thì thay vì chúng ta sẽ tự làm cái cách này thì chúng ta sẽ tuyển thêm người, hoặc là chúng ta sẽ giới thiệu thêm những cái người đó để họ cùng tham gia kiếm tiền với chúng ta thông qua đường link rút gọn này. Và bên cạnh đó thì nếu các bạn có những cái website thì các bạn cũng có thể dán những cái đường link, những cái mã code này lên cái website của mình để kiếm tiền thông qua quảng cáo từ website. Các bạn hiểu không ạ? Thì ở đây là cứ 1.000 cái lượt truy cập vào thì chúng ta sẽ có 2 đô. Vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn 3 cái cách để mình có thể kiếm được tiền từ cái đường link rút gọn này. Vậy là sau cái video này thì các bạn có thể đăng ký thành công rồi, và các bạn vui lòng comment xuống phía dưới cho tôi cái đường link của các bạn để tôi có thể click vô ủng hộ các bạn, để các bạn có thể kiếm được tiền thông qua cái đường link đó. Và chúng ta sẽ có một cái sự cam kết là chúng ta sẽ cùng bấm vô đường link của nhau để hỗ trợ, giúp đỡ nhau kiếm được tiền, cũng coi như là để chứng minh rằng các bạn đã xem cái video này của tôi tới đoạn này rồi. Ok, thì vậy cái câu hỏi tiếp theo rằng là chúng ta sẽ rút tiền ở đâu đây? Thì vậy bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục này, withdraw là cái mục để mình trả thưởng, và chúng ta sẽ đọc những thông tin này nha các bạn. Cái mục trả thưởng này thì nó sẽ có 2 hình thức, một là nó sẽ trả qua PayPal, và hai là qua hình thức là thẻ PayOneer. Và cái định mức thì nó khác nhau, ví dụ như thẻ PayOneer thì nó sẽ là 10 đô để nó sẽ thanh toán, còn nếu mà mình trả qua PayPal á, thì nó sẽ thanh toán là 5 đô là nó sẽ thanh toán cho mình rồi. Ok, và cái hình thức nó trả là mỗi tháng nó sẽ trả cho mình một lần,
vào ngày đầu tiên của tháng, ví dụ như là lần hôm nay là cái ngày 19 tây tháng 7 và cái ngày tiếp theo nó chi trả cho mình là vào ngày 1 tây tháng 8 nha các bạn. Sau khi xem xong video này, nếu các bạn có thắc mắc gì chưa hiểu, vui lòng comment xuống phía dưới và đặt câu hỏi cho tôi ở phía dưới và tôi sẽ thường xuyên trả lời cho các bạn những cái video nếu các bạn có sự thắc mắc nào đó. Bên cạnh đó thì tôi sẽ tạo ra một cái cộng đồng trên Facebook, đó là những cái group để chúng ta có thể chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau và đưa ra những câu hỏi, trả lời những cái thắc mắc để chúng ta có thể tham gia kiếm tiền trên cái cộng đồng online. Vậy là trong cái video này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách của mình có thể đăng ký một tài khoản, đăng nhập như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta học được cái cách mà mình rút gọn được cái đường link ra làm sao. Quan trọng hơn là chúng ta đã học được 3 cách để mình kiếm tiền được thông qua cái hình thức rút gọn link này. Và trong cái series này thì tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những cái hình thức, những cái trang web có thể giúp các bạn kiếm được tiền thông qua cách rút gọn đường link. Và các bạn đừng quên theo dõi những video tiếp theo của tôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian và coi cái video của tôi tới giây phút này. Và nếu như các bạn thấy rằng video này thực sự ý nghĩa thì đừng quên giúp tôi like video này và share nó cho những người bạn thân của các bạn. Bên cạnh đó, các bạn hãy subscribe kênh của tôi, đăng ký nó để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Yeah.